con mắt ăn cơm. Dạ. Bé Trang nè, con bé xuống lại không? Bé giao gì không? Giao dừa. Ơi dừa cái mắm ngon. Dạ. Nguyên một bầy nữa. Cái mỏi nè con, cái mỏi này vậy? Dạ. Dạ, có cha ở bệnh thấy không? Có cha ở bệnh. Trời luôn, muốn ngọt luôn á.
quá trời cá luôn, nên lên ăn thấy ngon ha. Đường rồi nó mấy cái muối cái này trụi lá. Nó nở có bông súng rồi đó mà nó ăn hết trơn rồi. Nghiệp nó đó luôn. Mau ha. Ừ. Vậy là khám là nó còn nó xíu ăn. Dạ. Ai ra trái rồi. Cơm rồi ăn miếng mẹ la đó. Này nó ăn có vị thuốc nè, này cũng có nè.
Út ơi, nóng quá, con cầm cái kiến bỡ. Cái kiến cũng nóng hả? Để xuống chứ. Nóng quá thì để xuống hả? Cao quá nó hả? Ờ, để vậy đó con khỏi cầm lên. Để vậy đó rồi con múc lên con hỏi con ăn là được rồi con. Hàng trái. Hàng trái. Cái mắt. Trời hả? Thôi con ăn được không? Được rồi, con múc. Múc thêm cắt tờ. Quỳnh. Múc gì? Leo ha? Này ha? Cao rồi, con ăn được hết. Hay à? Hô hô. Nó ấm. Cắn quá. Nhưng hồi rồi đó kia nắng kìa. Cái chén ngồi là nào Út Linh? Ở Phúc cái nhà. Phúc cái nhà với mấy cây, hàng cây á. Bây giờ không thôi à. Rau chín dữ dằn luôn à. Rồi thêm rau gì đấy? Rồi con mông xuống rồi kìa ha. Rồi xo dữ rồi. Xo nhiều rồi. Dạ. Cắt từ múc về đây Út múc cho cắt từ. Dạ thôi con ăn còn sao mà. Thì miếng nấm đi. Dạ, miếng nữa thôi. Cho con hết nấm rồi. Dạ. Cho con miếng người nữa thôi. Ừ, nóng hả? Dạ. Bùng xuống. Bỏ cái người nè. Dạ. Nóng quá. Nóng hả? Thổi đi coi cuộc sống. Ăn hết rồi mắm rồi. Nhưng chuẩn ăn không ngon, nhà ăn cũng ngon. Còn ngon quá ha. Con không biết ăn mắm. Không biết ăn mắm mà ăn thấy không? Thấy ngon hả? Ngon.